Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft thời đại khủng long. Ở tập trước thì mình đã nhuộm cho khủng long Tresamorus hai cái màu khác nhau ha. Để chúng ta phân biệt các bạn, đây là chị Long nè, còn đây là anh Long á, anh Long tóc đỏ da đen. Ngoài ra, hàng xóm của Tresamorus đó chính là anh Long tóc đỏ và chị Long tóc đỏ thì cũng đang yên vị trong này các bạn. Dự tính là hôm nay mình sẽ chính thức cho gia đình hai khủng long này á sẽ có baby các bạn à. Trời ơi, nghe nói có baby cái mừng quá, cái anh Long tóc đỏ quay mồng mồng các bạn à. Rồi, đó là chuyện sắp tới á. Ủa, một xíu nữa chứ. Còn bây giờ, để mình bay vô nhà để cho các bạn xem một tin vui. Vừa vui mà vừa hơi căng một xíu các bạn ơi. Đó chính là khủng long bạo chúa baby hôm qua mình up á các bạn. Hôm nay đã bự rồi các bạn à. Mà với cái tình hình này thì có vẻ là không thân thiện đâu các bạn ơi. Trời đất ơi, chưa gì là đập cái cột nhà mình phải lắp đá vô để chống đỡ các bạn. Và khi mà mình lại gần, đó đó đó, các bạn thấy hàm răng không? Cái hàm răng kìa, đó 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 đó, đó, cực kỳ kinh luôn á. Và mình đang muốn thuần hóa ba cái thanh niên khủng long này luôn nè, nên là mình sẽ thuần hóa từ từ ha. Ok, và cách thuần hóa thì nó sẽ hơi hơi thiên hướng chiến đấu một xíu các bạn à. Ok. Ủa cái gì vậy? What? Mình dùng lasso mình giữ T-Rex vào trong á thì lại mở được cái thành tựu gì kìa các bạn ơi. Wow. Để mình coi thử coi. King of Terrible Lisa. Oh. Wow wow. Được cái thành tựu đánh bại T-Rex nữa chứ. Ủa mình có đánh bại đâu? Mình chưa đánh nhau mà. Bây giờ mới đánh nè. À. Ok, và để thuần hóa được T-Rex thì chúng ta sẽ có một trận chiến kiểu như là thử sức mạnh đó các bạn. Và để trận chiến này sau khi chiến đấu xong thì T-Rex vẫn đảm bảo an toàn, mình sẽ cần chế tạo thêm Adonis Step. Cái này thì làm khá là dễ ha. Mình sẽ lấy Amber Fossil. Cái này thì mình có dư bữa giờ nè, chưa có dùng đúng không? Bữa nay mới có dịp để dùng nha. Đổi ra que và chúng ta làm liền Adonis Step. Đã, có thứ cần thiết rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu khiêu chiến với T-Rex ha. Để xem trận chiến này chúng ta có chiến thắng được T-Rex hay không đây. Mình hơi lo các bạn ơi. Mình sẽ lấy thêm vũ khí đi. Ok, hai cái này. Rồi, chuẩn bị đệ ba luôn các bạn ơi. Ok. Ủa, ủa sao T-Rex không đánh mình ta? What? Ủa, ồ hình như T-Rex đang mè mè Brachiosaurus các bạn ơi, không để ý mình luôn. Rồi. Vậy thì ôi, tính ra mình thuần hóa T-Rex sẽ khá là nhàn các bạn ạ. Ok, mình sẽ thử ha. Đầu tiên là mình sẽ làm yếu T-Rex trước cái đã. Hiện tại lượng máu đang xuống rất là thấp nè, còn cỡ 100 mấy máu thôi các bạn ơi. Ồ, hay là mình dẫn tới một nơi khác đi nhờ. Ồ, tại mình sợ khủng long đang mãi tập trung với Brachiosaurus á, thế là mình sẽ không thuần hóa được á. Ok, ra chỗ này đi, cho nó trống trống á. Chiến đấu cho nó sòng phẳng luôn. Rồi, vô, tiếp tục. Đó, 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 đó. Ôi trời, cắn xuyên cái khiên luôn hả? Cái gì? Bể cái khiên kim cương luôn rồi. What the hell? Ui. Ui, T-Rex có sức mạnh phá khiên cực kỳ khủng luôn các bạn ơi. Ê, mình lành ít với nhiều, lành ít với nhiều nha. Ok, mình sẽ phóng cái spear của mình, phóng cây thương của mình để có rỉa thêm các bạn. 32 máu. Để coi gục chưa, gục chưa, yếu chưa. Để máu nha. Ôi rồi 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 rồi, xỉu rồi xỉu rồi. Nằm một đống rồi các bạn ơi. Ok. Và bây giờ thì T-Rex còn đúng 20 máu ha. Việc của mình bây giờ là sẽ lấy cái Adonis Step này kích hoạt vô người của T-Rex. Đó, là T-Rex sẽ hồi phục lại 220 máu. Và xem coi có cho mình gì không. Ủa không cho mình gì chân vậy. Ủa, 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 ủa có gì đó sai sai nhỉ. Hả? Ủa sao mình đọc trong sách thì bảo dùng cái cây này
Thì khi mà mình làm cho T-Rex hồi phục lại, mình sẽ nhận được vảy hoặc là răng mà. Ủa? Ủa là nhận dữ chưa? Ok. Hay hay, gụng găng đi, cho tôi cái găng đi. Được không? Ôi, T-Rex không cho mình cái răng rồi các bạn ơi. Oh no. Buồn nha. Nhưng mà mình cũng chưa có thuần hóa được T-Rex luôn. Nè. Ơ kìa. Hay để mình thử lại ha. Được không? Ôi bây giờ mình đánh T-Rex rồi, T-Rex còn không thèm phản công cho mình luôn á. Giống như là chúng ta đã giảng hòa thành công rồi đó các bạn. Ơ. Ồ. Hay là tại mình xui quá ta, mình không. Ôi trời ơi, Ripper sát thủ đây. Nó rình bò lại, nó nổ các bạn à. À, chắc là mình fail rồi các bạn ơi, mình không thành công rồi. Ừ, kỳ trời. Bằng lợi cái nữa ha. À, bạn nào có nhu cầu mua app Roblox, Love Fruit cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Lên shop ở dưới phần bình luận video á. Ok. Tại vì mình có tổng cộng là tới 3 T-Rex lận, nên là chúng ta còn 2 cơ hội nữa để chúng ta thử ha. Thử coi chúng ta có lượm được cái răng của T-Rex không. Ok, T-Rex này có vẻ là nhiều máu nè, 300 máu. Rồi, mình đã khiêu chiến thành công rồi ha. Ui, trời. Cẩn thận, mình không nên lấy những cái khiên khác ra các bạn ơi, bởi vì T-Rex có năng lực phá khiên rất là dữ luôn. Hồi nãy cái khiên kim cương mình cầm á các bạn, T-Rex cạp một cái thôi là bể khiên liền, nên là phải thiệt là cẩn thận. Ok, mình liên tục hất tung T-Rex luôn. Đó. Ui dạ, nhưng mà lượng máu của mình đang giảm dần các bạn ơi. T-Rex cắn. Ây, cắn đau vậy. Đây, tranh thủ phóng cây vô thương nè. Biết ông thương không? Ôi trời ơi. Ôi, T-Rex cạp một cây Ripper ngụm của tỏi luôn. Kinh thật chứ. Trời đất ơi, mình phóng cái thương đi đâu bên kia vậy? Oh my god. Rồi. Mình đang lấy lại cái thế chủ động các bạn ơi. Combo liên tục. Tính ra cây kiếm của mình bá đạo thiệt. Nè coi nè, mình hất tung khủng long liên tục luôn. Rồi, một xíu nữa. 50 máu rồi. 40 máu. 30 máu. Ê, một máu rồi. Mình còn một máu thôi. Rồi. T-Rex lại nằm một đống rồi các bạn. Ui thôi, đừng có cháy nữa. Và bây giờ mình sẽ thử dùng Adonis Step này. Đó. Khi mà khủng long khỏe lại thì lại không có rơi ra cho mình cái răng gì hết. Mà rõ ràng cuốn sách này bảo là sẽ cho mình răng với lại cái vảy nè. Ê, dụ rồi. Lừa rồi. Thôi họ lỡ đánh nhau rồi. Mình sẽ đánh nhau nốt với T-Rex còn lại luôn ha. Tổng cộng là mình đã chiến đấu với 3 T-Rex trong ngày hôm nay. Ok. Vô khoảng cách. Đó. Phóng cây thương xong, khủng long vừa đáp xuống mình sẽ phóng tiếp ha. Như vậy thì mình sẽ không có bị khủng long tấn công các bạn ạ. À. Đấy, gần như là an toàn tuyệt đối luôn. Nhưng mà lâu lâu mình cũng phải để ý máu một xíu nha. Không thôi, khủng long thấp máu quá là đi luôn á các bạn ạ. À. Ui. Đó, thấy chưa? Lại gần một phát thôi là bị khủng long ha. Gặm rồi liên tục ha, tấn công bằng những cái đòn dư chấn các bạn. Đó, còn cạp nữa cơ. Mình nghĩ là tiêu đốt một hồi là sẽ ok. Làm khủng long ngất xỉu rồi. Giờ dạ, thầy lần cuối nha, cơ hội cuối cùng rồi đó. Ây da, làm ơn hãy cho tôi vậy cũng như là răng giống như là đã nói trong sách đi, please. Có cái nịt các bạn ơi, cuốn sách này nó đã lừa mình rồi. Với vảy của T-Rex thì mình có thể làm được một cái vương miệng nha. Wow, mình nghĩ đội vô xích ngầu lắm á các bạn. Nhưng mà thôi, có lụm được đâu mà chế tạo. Ít ra thì bây giờ chúng ta cũng làm quen được với cả là T-Rex rồi. Bây giờ mình sẽ thử thả ra hết ha. Chắc là sẽ không còn tấn công mình nữa đâu. Thân thiện hơn rồi đó. Đó, hiền hòa hơn rồi ha. Nhưng mà vẫn khá là nguy hiểm các bạn ơi. Ôi, đi tới đi lui mà ha, rung lắc quá trời. Ê, sập nhà không vậy? Ê, để ý nha. Mình sợ sập nhà quá các bạn ơi. Rung dữ luôn á.
Thôi. Cách tốt nhất là mình nên để T-Rex ra một cái chỗ nó an toàn hơn các bạn ạ. Chẳng hạn là phía bên trong cái khu vườn này. Ok, mình sẽ thử thả ra ha. Tạm thời thì không biết là có... Trời. Phá cây được các bạn ơi. Ui dồi, chắc mình phải thay bằng mấy cái hàng rào đá quá. Hàng rào gỗ này mình sợ T-Rex hứng lên cạp một phát là banh hết luôn á các bạn à. Không đùa đâu. Ui cơ, cây là gặm một phát tôi là ngã liền. Nhưng mà tạm thời thì tình hình vẫn được mình kiểm soát á, nên cứ để T-Rex đi nhăm nhăm ở khu này đi. Còn đỡ hơn là mình ha, để gần nhà rồi lỡ sập cái nhà là sửa mệt lắm các bạn ơi. Ok, công việc... Ủa gì vậy? Ủa sao anh Long ra đây được hay vậy? Hả? Trời, anh Long. Trời ơi, anh Long làm gì mà chị Long đuổi ra ngoài rồi? Lục đục gia đình hay sao đây? Không hiểu luôn. Ủa mình đang để chế độ Wander mà, đâu phải là follow mình đâu. What? Thôi đó, anh làm sao mà chị Long đuổi anh đi là tôi không có ha. Xin cho anh vô lại được đâu nha. Gia đình là tự giải quyết đi nha. Chắc tại anh trẻ trâu quá các bạn ạ. À. Ôi gì ơi. Ui. Ủa cái quần đùi gì vậy? Hả? What the hell? Riết rồi, chỗ này có nhiều cái khó đỡ thiệt các bạn ạ. À. Ok, bây giờ thì mình sẽ vô trong để chúng ta làm tiếp công việc trong ngày hôm nay ha. Bữa giờ chúng ta chỉ mới kiểu như là hồi sinh khủng long thôi, nhưng mà mình rất là ít khi lai tạo khủng long các bạn ạ. À. Tức là tạo ra thế hệ tiếp theo của khủng long á. Nên là hôm nay mình sẽ thử tiến hành công việc đó chính là đỡ đẻ cho khủng long á, để coi những loài khủng long nào sẽ đẻ trứng. Ai háo hức nha. Mình sẽ bắt đầu ở cái khu vườn này trước đi ha các bạn. À, đây là khu vườn mà mình nghĩ có số lượng khủng long cũng như là các loài rất là đa dạng. Ủa nhưng mà hình như sau một khoảng thời gian thì mấy em khủng long này ăn hết cỏ luôn các bạn ơi. Lúc trước đây nhiều cỏ lắm mà bây giờ chọi lỏi hết trơn rồi. Ok, đầu tiên đó chính là khủng long Diabloceratops. Trời ơi, lâu rồi mình mới gặp lại em á trời. Ok, dẫn em qua đây ha. Ủa còn một nhóc Diablo nữa đâu ta? Ủa mình tới hai Diablo lận mà. Diablo ơi. À đây, Diablo vô đây ăn cỏ các bạn à. Ủa gì? Đây là tri xe mà trời ơi. Tăng ơi. Lộn tiệm. Hèn gì thấy cứng. Đây mới là Diablo nữa ha. Và vì Diablo Ceratop á rất là thích ăn lá, thế nên là mình sẽ dẫn hai nhóc này ra đây để có không gian riêng tư hẹn hò được các bạn. Rồi, sau đó mình sẽ cho mỗi đứa một stack lá ha. Đây là Diablo đực, bên kia là Diablo cái. Để xem khi mà ăn uống cạnh nhau rồi có nên duyên không hay không đây. Bắn tim được các thứ. Ôi trời, sao trời mưa luôn rồi. No, đừng có mưa như thế chứ. Bây giờ mình sẽ thử có một cái khu vực riêng biệt luôn, và mình vẫn sẽ tiếp tục cho hai nhóc Diablo này ăn ha các bạn. Theo như mình có search Google thì chỉ cần cho ăn thôi, và có đủ khủng long đực cũng như là khủng long cái, khi đó thì chúng ta sẽ có cơ hội cho khủng long đẻ trứng. Nhưng mà nãy giờ mình cũng đợi đó, nhưng mà không có thấy đẻ trứng các bạn ơi. Không biết mình có làm sai ở bước nào không nữa. Trời ơi. Ê kia là Đây rồi. Cuối cùng Diablo cũng đã đẻ trứng rồi các bạn ơi. Yes. Kia là trứng của Diablo. Ôi. Ê, chỗ này còn nhiều diện tích lắm các bạn. Mình sẽ làm thêm vài khu giống như vậy, rồi mình sẽ dẫn thêm những cặp đôi khủng long khác vô trong này, và trong khả năng mình cho đẻ trứng được ha. Ai đã quá à, kia là trứng khủng long Diablo. Kìa các bạn, hình như là 4 trứng nha. 2 to 2 nhỏ. Trời ơi, không biết nở ra mấy nhóc khủng long đây. Cặp đôi tiếp theo mình nghĩ sẽ là anh Di Cá. Ồ lộn, anh Di Báo với lại chị Di Báo ha. Rồi, vẫn như cách cũ, đó chính là cho cặp đôi này ăn uống chung với nhau hả các bạn. Rồi, mình sẽ dẫn qua đây. Rồi, tiếp theo đó lấy thật là nhiều thịt bò. Thịt bò bên này mình còn nhiều lắm. Rồi đó, cuối cùng là cho khủng long ăn ha. Ok,
Đó đó, ăn chung đi rồi sớm ha. Đẻ thật là nhiều trứng nha. Ủa có vẻ là khủng long không hết là đẻ trứng á các bạn ơi. Ê, kia kìa, đây là trứng của Ceratosaurus các bạn. Ủa lần này mấy trứng vậy? Nhìn không rõ lắm. Ờ, vẫn là 4 trứng nha. Wow, sao khủng long đẻ toàn là 4 trứng không vậy? Đã vậy. Trời trời trời. Còn bên này, giờ tới lượt của Triceratops đi. Ok. Trời, Triceratops hơi to nha. Mà cái chỗ nãy mình xây thì hơi nhỏ các bạn. Ừ, không biết có ổn áp hay không. Thôi, mình để Trice trong khu vực bên trong này cũng được các bạn. Ở ngay góc này nè. Rồi, thức ăn thì vẫn là những cái lá xoài thôi. Đó, hiện tại thì mình đang để ở chế độ Wander hết rồi. Nên là từ từ mà bán viên rồi sau đó để trứng nha. Không hóng các bạn à. Ôi trời, tối chắc mình cũng phải đi ngủ mới được á. Sáng dậy thì mình sẽ tiếp tục cái công việc thăm dò tình hình. Ủa? Ủa? Đẻ rồi, đẻ rồi. Đẻ rồi các bạn ơi. Ủa lần này Trice đẻ có một trứng á các bạn à. Nhưng mà cái trứng này thì to chà bá lửa luôn. Uầy, vậy là hầu hết khủng long nãy giờ mình ghép đôi các bạn đều đẻ trứng hết rồi. Ok, trong này thì còn đây là loài khủng long cực kỳ đẹp mà lúc trước chúng ta đã hồi sinh nè. Mình sẽ đọc sách coi loài này chúng ta có thể hình như là Australoraptor mình không có cho đẻ được các bạn ơi. Hơi tiếc ha. Còn đười ươi cổ đại thì hiện tại đang FA các bạn nên là không ghép đôi được luôn. Ê, bên đây chúng ta có Relichirus. Ồ, đây là khủng long ở hang động nguyên thủy các bạn ơi. Với loài khủng long này thì mình sẽ cần leo cây xíu cái đã. Sau đó chúng ta sẽ hái những cái trái ngôi sao ha. Có trái chỗ đây, đây có trái nè. Trèo lên hái các bạn ơi. À, một trái. Có thêm trái nữa không? Cần hai trái mới được cơ. Bên này, ồ cũng có luôn, quá đã. Nhà trồng nhiều lắm các bạn. Khi đã có rồi thì mình sẽ vô trong cái khu vườn này và tiến hành. Hello, đó. Khủng long sẽ đi theo mình nè các bạn. Wow, có vẻ là rất là thích cái trái này ha. Rồi qua đây cưng, qua đây. Đúng rồi, qua đây. Qua đây với nhóc này ha. Ôi nhóc kia bị mắc kẹt vô mấy cái tre hay sao vậy? Úi dồi, để mình chặt bớt tre khúc này cái đó. Rồi, ok, lại đây. Lại đây anh cho ăn nè. Đúng rồi, lại đây với bạn nha. Rồi, đứa ăn trái. Đó, bắn tim rồi đó các bạn ơi. Và Ui, cái gì vậy? Bới đất. Đang bới đất. Ánh thằng ôi, đẻ cái trứng chạp bá lửa luôn các bạn ơi. Ăn mừng kìa. Ê, cẩn thận nha, đừng có dẫm lên trứng nha. Coi chừng nứt trứng á. Ở đây thì hiện tại chưa có trứng khủng long nào nở hết các bạn ạ. Wow. Bên đây cũng chưa nở nha. Bên này cũng chưa luôn. Uầy, có vẻ là rất là lâu nở các bạn ạ. Em lâu lâu còn gãi nữa. Rồi, tiếp theo sẽ là khủng long có cặp sừng chữ Y ha. Mình nhớ là mình sẽ có hai nhóc mà ta. Ủa đâu lại trâu hết một nhóc rồi. Ủa lúc trước mình nhớ mình bắt về một cặp Rotoceratops mà ta. Ok giờ man, bị mất hết một nhóc hay sao rồi. Ôi trời, giờ mình thăm lại mình mới phát hiện. Man, tiếc chưa. Rồi ở đây có. Ủa đây trời ơi. Nhỏ màu xanh, nhìn nó tẹp màu quá các bạn ạ. Với loài khủng long này thì mình cũng sẽ cho ăn cái trái ngôi sao ha. Đó. Rồi, ghép đôi thành công và xem coi. Khủng long xanh này sẽ đẻ trứng các bạn ạ. Và quả trứng trông khá là cute phô mai que ha. Nhỏ nhắn xinh xắn các bạn ạ. Ok. Rồi, hai trứng này thì mau nở nha. Vậy là trong khu vườn này cơ bản mình đã ghép đôi gần hết rồi đó các bạn. Ôi, còn cái nhóc này. Ê, nhóc này có bạn đời không vậy? Như nhóc đó FA tới giờ luôn các bạn ơi. Mà bữa giờ mình không gặp thêm để mình.
Ê, bên đây Diablo Ceratops Baby cũng đã nở rồi các bạn ơi. Wow, quá trời quá đất, tin vui luôn các bạn ơi. Rồi, mình cho ngồi xuống nha. Gia đình khủng long bên đây thì cũng xum vầy bên nhau nè. Ôi, mặc dù là 4 trứng nhưng mà khi nở thì nở ra có một khủng long thôi các bạn ơi. Ủa, nhóc khủng long baby kia đâu rồi ta? À đây đây đây. Ui, bên đây nở ra nhiều nha. Bên đây nở được 2 nhóc các bạn à. Vậy là cái tỷ lệ nó cũng random á các bạn ơi. Và hiện tại thì chưa được mình tem nha. Hay, căng á, căng á. Rồi, tạm thời mình sẽ tách đàn một xíu. Tại vì có vẻ là Ceratosaurus baby còn rất là hung dữ các bạn. Hồi nãy mình thấy là còn cắn á, Diablo Ceratops nhỏ nữa nè. Nhỏ suýt nữa thì ngỏm ơi. Tách ra vậy đi, cho an toàn tí ha. Để mình còn tiến hành ghép đôi cho nhiều loài khủng long nữa lắm. À, khu vườn này thì cơ bản đã xong á. Bây giờ mình sẽ tiến thẳng tới chỗ của khu vườn khổng lồ của chúng ta, nơi Brachiosaurus bữa giờ. Ê, ê, từ từ, từ từ. Gì đây? Ủa, sao hai ông nhỏ này ra ngoài được hay vậy? Ủa, đi ra đường nào vậy? Ở kìa, mình rào lên cơ mà. Hên là không có đi phá nhà mình. Trời đất ơi, thiệt luôn, bây giờ mình giống như là bảo mẫu khủng long vậy đó các bạn. Quá trời quá đất rồi, mắc mệt với mấy ông thần T-Rex này thiệt chứ. Rồi, mình sẽ vô trong để chúng ta thăm hỏi tình hình sức khỏe của Brachiosaurus ha. Và hình như thì Brachiosaurus cũng không thể nhân giống được các bạn ơi. À, sao xui vậy? Hình như nãy giờ khủng long mà mình kiểu như hồi sinh từ DNA các bạn là không nhân giống được. Tiếc giả man luôn á. Voi mammoth thì sao ta? Mình thử với voi mammoth coi. Mammoth nè. À, cũng không luôn. Trong đây không có đề cập tới cái việc mà mình có thể nhân giống voi mammoth luôn. Ồ, xô thì chứ. Thất bại toàn tập rồi các bạn à. Ôi trời trời trời, có bọn cướp tới nhà các bạn ơi. Yêu. Ôi ôi, không chơi với bọn đó đâu. Bọn đó xui xẻo lắm. Và mình sẽ coi coi cái nhóc bọ. Nhóc bọ ở đâu rồi ta? Rồi đừng nói nhóc bọ bị Brachiosaurus đạp dẹp lép rồi nha. Ủa sao lâu lâu mình kiểm tra. À đây đây đây. Hên hên hên, nhóc bọ vẫn còn các bạn. Ủa, rồi voi mammoth đâu lạc ở ngoài nữa vậy? Mẹn đét ơi, cái chỗ mình riết. Thất lạc tùm lum các bạn à. Ô mày chui. Ok, tạm thời thì đã ổn áp lại rồi ha. Ờ, và loài khủng long đuôi gai thì sao? Kentrosaurus. Mình sẽ coi coi mình có thể cho khủng long đẻ trứng đồ được không. Trời 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 trời, hút hút gì đây? Đó, hút hút chi rồi bị khủng long đuôi gai hút luôn. Cà khịa thiệt chứ. Mình cũng không thấy đề cập tới việc là nhân giống khủng long đuôi gai luôn. Lại thất bại tiếp rồi các bạn à. Ok, thôi không sao, mình vẫn còn cơ hội mà. Mình sẽ ghé nhà anh Long chị Long coi, để coi gia đình còn lục đục không ta. Ồ, có vẻ hòa thuận lại rồi các bạn. Anh hết bị đuổi rồi. Anh Long chị Long thì nè, tôi sẽ giúp gia đình hạnh phúc cho lại nha. Đó, mình mới cho thêm ít thịt. Để gắn kết gia đình lại các bạn. Rồi, sớm sanh quý tử nha. Và gia đình cuối cùng trong buổi ghép đôi ngày hôm nay, đó chính là gia đình của anh Long chị Long bên này. Mới thấy cầm cái khúc thịt thôi là chạy lại liền các bạn à. Đó, đi đều ghê các bạn ơi, coi chưa. Bước đều phết. Rồi, thôi thôi đừng có la, tôi cho ăn nè. Rồi, người khúc, người khúc nha. Đó, đó, đó. Trời ơi, chia sẻ với nhau. Ủa, vậy là bên đây mới là chị Long hả? Trời ơi, vậy là đâu giờ mình phân biệt nhầm rồi các bạn. Và đây nè, chúng ta đã có được trứng của Tremosaurus rồi các bạn ơi. Wow, đã thiệt. To nha. Úi xời. Xong rồi đó các bạn, chúng ta đã đi hết một vòng ở khu vực này rồi ha. À, chưa, mình còn hổ răng kiếm nữa mà đúng không? Hổ răng kiếm đây, coi coi mình có thể cho hổ răng kiếm nhân giống được không cái đã. Ừ, trong này cũng không có đề cập tới việc nhân giống luôn. Ui ui ui, gì đây, gì đây, what the heck? Nữa hả?
Thôi, nè né đằng xíu cơ mọi người. Hoài luôn á, cái chỗ mình toàn là Reaper nó gình gình cơ mà. Ú tim thiệt sự. Thôi mình ngủ đi, sáng dậy chúng ta sẽ đi thăm dò mà coi coi những cái chỗ khủng long mà để trứng á, trứng đã nở chưa hết các bạn. Áo hức thiệt. Đầu tiên sẽ là chỗ của Triceratops. Coi coi Triceratops đã nở chưa. Ôi nở rồi. Cái trứng mất tiêu rồi nè các bạn. Ủa Triceratops baby đâu? Từ từ. Ủa kìa kìa kìa. Ờ dễ thương quá vậy. Nè. Cưng lắm các bạn ơi. Ờ cưng te ha. Bên này thì trứng của Grotoceratops cũng sắp nở nè, nứt quá trời. Còn trứng của Rallycirrus thì chưa có dấu hiệu nở ha. Còn về phần di báo baby thì chưa có lớn. Em này thì cũng vậy ha. Nói chung thì ok, mình cũng khá là hài lòng về kết quả hiện tại ha. Mọi thứ đang theo đúng như kế hoạch của mình. Còn bây giờ mình sẽ đặt xe mỏ xuống đây và chúng ta sẽ phi thẳng tới khu vực của Atlatitan các bạn ơi. Trong quyển sách này hình như là có đề cập tới việc mình có thể nhân giống Atlatitan đó nha. Để mình lật qua trang sau coi. Đúng rồi, ăn cái tree star. Lại là ăn cái trái ngôi sao các bạn à. Được thôi, được thôi. Lên đường nào các bạn. Lâu rồi mới đi đường ray. Sẵn tiện đi vòng qua đây ngắm luôn ha. Ôi trời 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 trời, ông nhỏ kia lại đi vòng qua bên kia nữa kìa. Thiệt luôn á. Khủng long bảo chúa mình mới làm bạn hôm nay các bạn quậy thiệt luôn. Toàn đi lung tung không à. Không có nghe lời mình gì hết á. Nhìn nghe coi hổ gân kiếm còn dưới không ta. Ôi trời, hổ gân kiếm đi đâu hết rồi. Quay quay. Đừng nói lạc mất rồi nha. Ê ẩu rồi đó, xíu mình phải kiểm tra lại mới được. Rồi, và cuối cùng thì chúng ta cũng đã tới. Ôi trời. Mấy cái xe mỏ của mình kìa các bạn, nó lạc trôi qua bên kia kìa. Ok, tới nơi thì nhảy xuống luôn. Sau đó bơi vô trong này và cho Atlatitan ăn thôi. Một trái, hai trái. Ok. Cho ăn dưới nước không biết có ổn không trời. Ôi trời. Hình như chúng ta nên cho ăn ở trên đất liền hơn các bạn ơi. Ăn ở dưới nước không có chỗ để cho khủng long đẻ trứng. Ủa. Ê. Khoan. Bên này là Dunkleosteus các bạn ạ. Ủa. Đây có phải là Dunkleosteus mà mình thuần hóa không? Ủa không phải, đây là. Ôi phải. Ủa sau này em trở về rồi. Yay. Ủa nhưng mà có một nhóc mà các bạn ơi. Ê còn nhóc kia có nào lặn dưới này không? Mình tìm thử coi. Không đâu. Dễ vậy. Ồ. Thôi hôm nay một nhóc trở về mình cũng vui rồi các bạn. Ồ, tưởng đâu mất luôn rồi chứ. Trời đất ơi. Hên quá. Rồi ở đằng kia thì có tin vui chưa? Có vẻ là mình phải mang Atlatitan vô đất liền các bạn. Rồi cho ăn trái cây ha. Chứ ở dưới nước thì đâu có chỗ đâu mà đẻ trứng được. Rồi lên trên đây thử đi. Đổi địa điểm ha. Ui nhưng mà phải đợi rồi. Ủa. Ủa đây nè. Đẻ rồi các bạn. Ồ. Vừa lên đất liền là đẻ liền. Và đây là trứng của Atlatitan nha. Wow. Quá đã các bạn ơi. Việc còn lại là chờ đợi cho trứng nở thôi á. Ủa. Nở rồi. Atlatitan baby nè các bạn. Trời. Nhỏ xíu hả mà mình không tin được luôn. Khi mà trưởng thành lại có sự thay đổi kích thước mà vượt trội vậy luôn á. Uầy. Quá đã luôn. Rồi vậy là địa bàn này mới mốt sẽ do Atlatitan kiểu như là bảo vệ ha. Giờ chắc mình đi về các bạn. Về canh mấy cái trứng kia nữa. Ủa, trời. Nở cùng lúc luôn. What? Đây là Grotoceratops baby nè các bạn. Chạy dễ thương lắm nha. Cưng thiệt chứ. Bên kia là Rallycirrus baby. Đâu rồi? Mới thấy nhóc đó đâu rồi? À đây nè. Trời cũng dễ thương lắm. Hầu hết các loại khủng long ở lúc nhỏ các bạn đều cute phô mai que ha. Ui giời, đi còn lắc lắc cái đầu nữa. Đã.
bên kia thì sao? Không biết là gia đình của hai anh Long như thế nào rồi? Đã đón quý tử chưa? Ui, nở rồi. Ui, nhưng mà quý tử của anh Long không có mến mình lắm các bạn ơi. Ui. Nhưng mà nói chung là cũng dễ thương. Trời ơi, các bạn coi kìa. Chống chống di động cái gì vậy? Mình nhìn mà mình chống mặt giùm luôn á. Thôi. Ok, cũng nghe lời đó. Quay gì mà quay dữ không biết nữa. Bên đây thì sao? Ồ, bên đây thì trứng của Demosaurus vẫn chưa nở các bạn ơi. Có vẻ là hơi lâu á. Đây rồi. Cuối cùng thì Demosaurus baby cũng đã chào đời các bạn. Wow. Mặc dù còn nhỏ nhưng mà vẫn có cái nét ngầu ngầu nha. Nhưng mà cũng thấy dễ thương các bạn. Không hiểu sao nữa, mình lại có cái thiện cảm rất là lớn đối với những loài khủng long baby á. Không biết các bạn có giống mình không? Ô, nhưng mà được cái các bạn, là Tremosaurus baby nở một phát là đã được mình tem luôn rồi nè. Mình có thể ra lệnh cho Tremosaurus baby luôn. Why? Đã thiệt chứ. Phải chim những loài khủng long khác cũng vậy thì đỡ. Thì thôi không sao. Hôm nay nói chung thì nhiệm vụ đỡ đẻ cho khủng long của mình hoàn thành cũng tương đối tốt nha. Hầu hết các loài khủng long đều đã được mình cho đẻ cái lứa con đầu tiên rồi các bạn. Đội quân T-Rex này thì chắc mình sẽ tìm cách rào lại cho nó cao hơn, để đừng có lạc trôi ra ngoài nữa. Chứ quậy quá trời quậy rồi đó, mình là chịu sắp hết nổi rồi đó các bạn ạ. Rồi, và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong một ngày làm người đỡ đẻ cho khủng long và chào đón rất là nhiều loài khủng long baby ha. Hy vọng là những ngày kế tiếp chúng ta có những chuyến đi phiêu lưu thám hiểm, chứ ở nhà hoài thì cũng sẽ chết với mấy đại ca sau lưng lắm. À mà bạn nào có nhu cầu mua ạc Roblox, Lockroot cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Lên shop ở dưới phòng bình luận á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.